Mến chào cô chú và anh chị đã trở lại với kênh Bông Trang AG. Và hôm nay là ngày 27 tháng 9 năm 2021. Thì hôm nay mình sẽ đi quay một số cây bông trang ra hoa đẹp cho cô chú anh chị mình xem. Thì hiện tại trước mắt đó là cây vàng Pháp, cô chú anh chị. Cây vàng Pháp này được biết đó là chủ nhà nói trồng rất là lâu đời, khoảng hai mấy gần 30 năm. Hiện tại bây giờ mình thấy cây vàng Pháp này nó ra bông cũng rất là đẹp. Để mình đi xa ra một tí mình quay tổng thể cho cô chú anh chị mình xem. Cây vàng Pháp này theo mình được biết thì cái tàn nó rất là lớn. Bây giờ nó khoảng 4 m. Chiều cao cây này khoảng khoảng 3 m. Và cây này hiện tại thì ra bông cũng rất là nhiều. Có một cái màu vàng rất là rực rỡ. Và cây này thì không phải là cây một cốt mà cây này là dạng bụi cô chú anh chị. Nó được mọc lên rất là nhiều thân. Để mình quay vòng qua bên kia cái tàn đi rồi mình quay xuống dưới tổng thể cái hoành gốc dưới cho cô chú anh chị mình xem. Cây này cũng bị hơi bị gập thì do đó cái bông cũng không được lớn không. Theo mình được biết thì cái dòng Pháp cô chú anh chị, đặc biệt là cái dòng vàng Pháp này đó, nó rất là khó nhân giống, hoặc là mình khi mình mua cây của chủ vườn đó, mình bứng về mình trồng hoặc là mình thần lại đó, rất là khó, nó cũng dễ bị chết lắm mà cô chú anh chị. Do đó cần phải có cái kỹ thuật mới được. Cây này tàn cũng tròn lắm mà lớn. Vòng qua thôi. Để mình tiến sâu vô mình quay dưới góc cho cô chú anh chị mình xem. Ở dưới góc là cô chú anh chị. Nó rất là nhiều cây. Nó là dạng bụi. Rất là nhiều. Gần 30 cây. Cây lớn thì hoành có khoảng 10, 12 thì cô chú anh chị ơi. Thì cây hoành 8, 6, 7 thì nó rất là nhiều luôn. Quy một cái lên. Rất là nhiều. Cái này hồi xưa người ta trồng á cô chú anh chị, rồi ta lấy bông ta cúng á, nên người ta nó nhảy ra rồi người ta không có triệt bỏ đi, rồi nó nhảy ra hoài, bây giờ nó thành cái bụi bự gì nè, lớn gì nè. Bông rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Vậy hả? Mình quay cái bông mình cho cô chú anh chị. Đó. Bông nó có một cái màu vàng cũng rất là đẹp cô chú anh chị. Này cái búp bông của nó nè.
phòng quá. Cái dàn pháp này được một cốt cô chú anh chị, rồi mình cốt này là bự lắm rồi. Bẻ dây đây đó giờ nó mấy chục năm rồi. Bẻ dây ra nó rất là đẹp luôn á. Em quay tổng thể cho anh. Quay này là phải nó chỗ gỗ ra kìa. Người ta giờ nó bông nó cũng chỗ chưa có gỗ không ha. Con số bông trên đầu con chỗ nó đẹp quá. Bông vàng pháp màu vàng rất là đẹp. Bông ở chỗ là đều ra sáng ta cắt nhiều lắm rồi. Sáng cắt nhiều ha, qua đi chạy ngang thấy bông cũng nhiều. Quay ra. Tôi coi đứa nổ đó là gì, nổ đó mày quấn cái cục điện phát đi. Đứa chiều chạy ra mày. Đưa tao hai ngày nay tao lo tao làm ba cái cửa chỗ rồi. Con đây là cây vàng lá lớn nè cô chú anh chị. Hiện tại bây giờ cây này nó đang búp nụ rất là nhiều luôn cô chú anh chị. Lên nụ rất là đẹp luôn. Cây này tầng ngang khoảng 1,5 m gì cô chú anh chị ơi. Hiện tại bây giờ lên bông rất là đẹp mà đang nụ nhiều á. Chiều cao cái này thì khoảng 1,2 m, 1,3 m gì. Cũng thấp chứ không có cao không. Tàn thì tròn. Để mình đi tiến gần vô mình quay cái bông cho cô chú anh chị mình xem á. Cái này được gọi là vàng lá lớn. Lá nó lớn mà bông nó cũng có cái màu vàng nghệ cũng đẹp lắm cô chú anh chị. Hiện tại giờ nó đang búp bông mà. Cái bông nó nở ra nè. Bông này chắc nở, cái bông này cũng muốn tàn rồi. Cái này trồng độ khoảng chừng năm mấy cái gì. Anh quay cái bình gốc cho cô chú anh chị mình xem. Nó cũng dạng bụi cô chú anh chị ơi. Cái còn nhỏ. Thường ở quê mình á, ta trồng cái bông trang vàng lá lớn này với tỏ lá lớn tôi cũng chị để ta cắt bông ta cúng. Còn cái dòng lá chung thì thường thường ở quê mình cũng ít, chỉ có những người sưu tầm người ta chơi bông trang thì người ta mới có mua những cái dòng lá chung về người ta chơi, chứ thường thường ở quê mình thì trồng 1-2 bụi trước cửa nhà mình để cúng thôi. Thường thường trồng những cái dòng như vàng lá lớn rồi đỏ lá lớn, rồi những cái dòng xưa xưa như là bông trang đỏ lá nhỏ. Đây, bông qua luôn. Này nở ra đẹp. Cái dòng bông trang vàng lá lớn này cũng xiên bông lắm, nhưng mà cái khuyết điểm của nó là cái lá nó lớn nên cái người ta cũng ít chơi, ít có sưu tầm trong cái này thật á. Cái thứ hai nữa là cái chân bông của nó cũng thưa nên người ta cũng
không được thích cho lắm, nhưng mà cái màu của nó thì cũng rất là đẹp. Quay sát gần cái bông mới nở cho cô chú anh chị mình xem. Về phần cây giống thì cây vàng lá lớn này cũng rẻ tiền cô chú anh chị ơi, cũng không có mất tiền lắm. Cây giống khoảng tầm 20-30 ngàn cây à, cũng không có mất lắm. Cái bụi bên đây là cái đỏ lá lớn nè cô chú anh chị, hiện tại giờ nó cũng lên bông, cũng rất là đẹp, một màu đỏ rất là ngọt, giống như đỏ nhung vậy, rất là đẹp. Cây này tàng ngang khoảng 2 mét, chiều cao khoảng chừng 1-2 mét, trồng cặp mấy đường này. Bông của đỏ lá lớn nè, bông nó rất là đẹp. Rồi. Ở quê mình ta trồng trước cửa cô chú anh chị có cái bông gì nè, cái ta cắt 2-3 bông cái ta cuột lại, cái ta cúng trên trang Phật rồi bằng thông thiên rồi hoặc là bằng cổ quyền rồi đó, ta cắt gì nè ta đem vô người ta cúng. Quê mình trồng cái dòng lá lớn này nhiều lắm cô chú anh chị ơi. Cái dòng lá lớn này cũng dễ nhân giống. Đi ra mấy cái shop mà bán cây cảnh rồi đó cô chú anh chị thì mua cái cây giống dằn bông trang mà đỏ lá lớn này cũng rẻ, thì một chậu vậy người ta ươm 3-4 cây ta cắm vô thì khoảng vài chục ngàn, 25-30 ngàn. Này, cái bút bông cây này dạng bụi, nó lên một cái bụi tùm lum vậy đó. Nói chung người ta trồng để cúng thôi chứ cũng không có quan trọng gì cái kinh tế, cái thương mại, nên nó nhảy ra, nhảy bụi ra tự nhiên. Cây này giống cây bơ quá cô chú anh chị, cái gì đâu mà nó cái tàn nó cũng đẹp quá nè, quay cho cô chú anh chị mình xem luôn, sẵn đây quay luôn. Mình thấy bên đây cũng cặp mấy bên đường bên trong này cũng vàng lá lớn, hiện tại giờ cũng búp bông rất là nhiều. Xuyên, nhìn thấy cũng xuyên bông lắm mà cô chú anh chị, mỗi đọt mỗi bông à. Hiện tại giờ lên búp rất là nhiều luôn. Cái này mà nó nở lên hết luôn là mình nhìn cũng đẹp lắm. Cây này là cây pháp cam hay đỏ cam này là cô chú anh chị. Cây này là cây pháp cam hay đỏ cam này nè. Hiện tại giờ bụi này nó nguyên một cái bụi tùm lum luôn nè.
nguyên một bụi chiều ngang cũng lâu 2 mét mấy gần 3 mét gì đó, nó dạng nó bò đó cô chú anh chị ơi, nhảy con ra nó bò tùm lum tà la chứ mà. Thì cái dòng này cũng bông nó cũng rất là đẹp, này giống cam Dubai quá, cái lá thấy nhọn nhọn nè, cái màu thì thấy cũng hơi màu cam cam đỏ đỏ giống cái dòng Dubai nè. Cái dòng Pháp thì mình nhớ là cái lá nó tròn hơn, bông nó cũng rất là đẹp. Cái này lá thấy hơi dài hơn giống cam Dubai quá. Hiện tại này nó lên quá trời nhiều luôn. Cái cây này mà về làm giống cái biết bao nhiêu giống nữa. Nhân giống lên là từ vài trăm cây giống, 200-300 cây giống cho lên chứ không biết. Lên nguyên một cái bụi tùm lum này. Con rất là đẹp, chân nó cũng khít lắm rồi chú anh chị. Con bông này mới bóp nè, đây là cái cảnh làng quê mình cô chú anh chị. Làng quê mình ở huyện Chợ Mới tỉnh An Giang, mình ở cồn, thì nói chung cái người dân mình ở đây thì tương đối là làm rẫy nhiều rồi cô chú anh chị ơi, làm trồng đồ hàng bông rẫy rất là nhiều á, vườn cũng ít, chủ yếu là trồng hành rồi hẹ bắp rồi trồng cỏ nuôi bò. Chẳng đây có cái dừa này ra trái cũng nhiều quá, quay cho cô chú anh chị mình xem luôn. Dừa này được trồng cặp mấy sông đó, hiện tại giờ thấy trái nó cũng rất là nhiều. Ra trái rất là nhiều luôn cô chú anh chị ơi. Mình giới thiệu sơ sơ về cái vùng quê mình chút xíu xíu nha cô chú anh chị. Đó, dừa cũng rất là đẹp luôn. Đây là đường. Phía ngoài này là cồn nè cô chú anh chị. Hiện tại bây giờ cồn này người dân người ta cũng ngưng làm rẫy rồi, nước lên đó cô chú anh chị, nước lên rồi, giờ nước lên gần bò vô tới đường rồi nè. Thấy một, cô chú anh chị thấy nước không, nguyên một cái cồn rất là lớn luôn á. Từ đây mà ra ngoài cái sông tiền ngoài là khoảng cả cây số, cây mấy số, rất là xa, ngoài miệt ngoài. Cô chú anh chị mình xem video nhớ nhấn nút like, nhấn nút đăng ký và chia sẻ video cho mình để làm cái động lực để mình ra những cái video hay hơn cho cô chú anh chị mình xem. Trước khi kết thúc video thì chúc cô chú anh chị mình ngày mới an lành, luôn dồi dào sức khỏe.